chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay. Đúng rồi, đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Như vậy nghi thức mừng tân gia đại cát của gia đình tài chính chính thức được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng ra cổng hoa để đón chào. Vâng, đại gia đình của gia đình tài chính chúng ta cùng lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng vang thật lớn lên toàn thể quý vị anh chị em ơi. Hãy vang lên một tràng vang thật lớn nào. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kia toàn thể quý vị trên cả lúc này đó là gia đình và gia chủ của nhà mới gia đình tài chính chúng ta để ra mắt toàn thể quý vị anh chị em nay lúc này. Lời đầu tiên cho phép Hải Na thay mặt cho gia chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay xin gửi đến toàn thể quý vị có mặt tại gia đình tài chính lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, mỗi ngày qua đi là một món quà ý nghĩa mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay đây, tại nơi đây, trong giây phút đặc biệt này, chúng ta cảm nhận không gian vô cùng ấm áp. Và không gian vô cùng ấm áp ấy được lan tỏa với tình cảm yêu thương của tất cả quý vị. Ông bà, cô dì, chú bác đã dành tình cảm quý báu về chung vui với gia đình em tài chính ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ông cha ta thường nói rằng tàu trâu hỏi vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Và quả đúng là như vậy, câu nói ấy còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Trong cuộc đời của mỗi con người có ba việc vô cùng quan trọng nhất. Việc đầu tiên là tàu trâu, được ví như chúng ta lựa chọn một công việc có thể hoạt động sản xuất. Và thứ hai là hỏi vợ là giây phút vô cùng quan trọng nhất. Chúng ta cùng nắm tay người mình yêu thương, hạnh phúc đi đến hết cả cuộc đời. Và đặc biệt đó chính là xây nhà. Cha ông ta vẫn thường nói đó chính là an cư thì mới lập nghiệp. Và quả đúng là như vậy. Từ ngày hai vợ chồng cùng về chung lưng đấu cật, cùng nỗ lực phấn đấu hết mình để rồi xây dựng lên ngôi nhà khang trang. Và hôm nay hòa chung với nỗi niềm vui ấy, gia đình em tài chính vô cùng hạnh phúc để được chào đón đông đủ tất cả quý vị. Chúng ta cùng về đây chung vui và gửi lời chúc mừng đến gia đình tài chính của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, ngôi nhà ở nơi này mọc lên, ngoài kia hoa nở đua chen, trên này hạnh phúc lại thêm nồng nàn. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thuận vợ, thuận chồng, tắt biển đông khúc cạn. Và có thể nói rằng ngày hôm nay còn hạnh phúc hơn với gia đình của em tài chính. Có nghĩa là gia đình tài chính vẫn chia sẻ với ban tổ chức rằng còn hạnh phúc hơn, bối rối hơn cả ngày cưới nữa cơ. Không chỉ có hai vợ chồng mà còn có cả hai đứa con yêu thương cũng có mặt trên khấu. Và còn tình cảm hơn nữa là tất cả quý vị anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình cùng về chung vui với gia đình em tài chính trong buổi trưa ngày hôm nay. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ban tổ chức tôi xin tuyên bố buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia đình tài chính chính thức được bắt đầu. Và chúng ta cùng chúc cho gia chủ ngôi nhà mới của gia đình em tài chính của chúng ta ăn nên làm ra, tiền vào như nước, tiền ra từ từ. Hay cái gì thời hải nọ của mẹ chú quân đến nọ khỏi để tàng nà xong bón chú quân ở nòng nung lúc tàu đu làn cơ bà mớ tại vì ai còn bước cờ kiếm mắt hà lành cơ bà theo mắt về đi cái này tặng hết nà phà mặn cơ bà mớ ở trắng này hà đầy mười đi biến chằn mười sẵn biến chết mười đẹp chết nam ở phía trên bần bà cơ bà mớ khai kiếm mắt hà lành dịp bắt khẩu hồng muôn cảm ơi ải nòng của mẹ rút này na lung tả rút này bàn các thủ bàn cò rút này phường cái đấy mây ma để tặng nà chân sang bón nòng nùng ở khỏi chúc cả phò mẹ chú con và cào khăn bản dưng dệt kiện phá tay mà khừng xiềng sang bờ sầu sang nào nữa phò mẹ tới cầu chính trí mãi nào chú con này nữa với thế sòng chúc hở nồng nùng thằng hân nào phà mặn đâu vì ni này hân ô thì máu máu hấu sư ô tô máu máu nữa ải nòng nơ đầu nòng nùng này nơ hảo khăn bản dưng này dệt kiện phá tay mà khừng này nơ hay chúc phải ở cờ mới biết sợ gần xưa khỏi nhìn săn bón emo thủy quân ở cẩm mỹ bó hoa nên nhân dịp ở nông nung khẩn hơn mà ở cái đó cờ chi tặng ở nông nung ở bó thơ thắm. Vâng ạ, xin mời bác vô thủy của chúng ta là chị Bình, vâng ạ, đại diện, vâng ạ, sẽ có bó hoa để chúc mừng trên gia đài cát của hai em. Vâng ạ, xin mời chúng ta vang lên một tràng vang lên thật lớn đi ạ. Vâng ạ, xin mời. Vâng ạ, xin mời em đứng vào bên cạnh để chụp ảnh lưu niệm và đứng đây. Và em cũng lấy chén rượu hơn và cùng với gia đình để anh nâng cho. Vâng ạ, trước khi gia chủ vui là mới cùng nâng chén rượu thì xin mời toàn thể quý vị anh chị em, cô dì, chú bác ạ. Chúng ta cùng nâng chén rượu và chúng ta sẽ cùng cho 1, 2, 3 được không ạ anh chị em ơi. Bây giờ xin mời gia đình chúng ta cùng tràn đi rượu đây ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, chúc vào nhau đi ạ. Có ban tổ chức xin để em ạ. 1, 2, 3, rượu 2, 3, rượu 2, 3, can 2, 3. Chúc mừng tân gia đài cát. Ông hành nghe đâu bố mẹ chú con đâu. Ông nghe khỏi đâu. Vâng ạ, xin mời gia đình của chúng ta học khăn ơi, nông nông nữa, cho nhìn mặt cười nữa, đồ làm nữa. Cảm ơn thế đi nữa. Đồ mua có bày nào không nè. Mới trẻ sẽ sống nữa, hành nông bố mẹ chú con nữa. Bái bác bổng có bày nữa. Sống ơi nữa, nông nông nữa. Học khăn đến nữa. Hèn rất nhiều. Học khăn nữa, nồng nùng nữa. Học khăn nữa, học khăn nữa. Và thay mặt cho gia chủ của nhà mới ngày hôm nay, chân trọng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đã dành thời gian và ngọt của mình về chung vui với gia đình của ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị thật vui tươi và ngon miệng. Xin rất trọng cảm ơn. Và sau đây xin mời gia đình em. Vâng, chúng ta trở về từ một tiệm thì cảm ơn những cái bạn người thân của mình. Xin được trân trọng kính mời ạ.